mọi người, ngày hôm nay thì mình quay trở lại với một cái vlog thường ngày. Nói chung là mình không có gì đặc biệt trong cái vlog này đâu, nhưng mà chỉ là một cách rất chân thực mình sẽ làm gì vào một buổi từ chiều đến tối đêm. Bây giờ thì mình sẽ phải đi học bài. Mình đã đặt một cái phòng gọi là phòng seminar room. Phòng trường mình có những cái phòng là những cái phòng seminar room để cho học sinh sẽ đặt chỗ và đến đó học nhóm hoặc là làm mấy bài tập nhóm hoặc là có việc gì vào phòng đấy học. Cho phòng đấy sẽ có bảng, có bút để viết bảng, có bàn học, ghế ngồi và nó rất là yên tĩnh để học. Thì bây giờ mình đang có trên tay hai quán cà phê này thì mình sẽ đi pha cà phê để uống nhá, vì mình đang buồn ngủ. Chơi nhiều quá không ngủ. Mọi người ơi, thì mình vừa mới xuống phòng bác bảo vệ để mà lấy cái chìa khóa này cho cái phòng đấy. Đầu tiên mình sẽ phải xuống đấy và mình nói là cháu đã đăng ký, đã đặt phòng rồi. Thì mình sẽ phải ghi lại số phòng này. Mình đang ở trước cửa phòng rồi đây. Nói chung là mình sẽ phải ghi lại thông tin của mình, để lại thẻ của mình ở dưới đấy. Sau đó thì mình lấy cái thẻ này. Ôi trời ơi, mình đặt cái phòng to dữ dội, có mỗi hai đứa ngồi. Trời ơi, đừng kêu hôm nay không muốn lên video mọi người ạ. Bảo là hôm nay tao nhìn xấu lắm. Thôi nhá, đi học bài đã. What you doing, bro? We're here to study. They don't have markers. They have... What are those? They don't work. Oh, okay. Yeah. Yeah. I saw that. Mọi người thấy nó vừa vẽ cái gì không? Thank you. Ready, move on to me. Hungry, hungry. 6개월 정도 됐지만 아직 한국어 잘못해서 고민해요. 그래. 그래서 연습해야 돼. 연습해서. 나 한국 나 남자친구 있지만 다 영어로 이야기해서 한국 말하기 연습 못했어. 아 진짜 화가 났어. 그래서 뽀뽀했어. 야, 안 돼. 나 카츠. 일단 뽀뽀해. Mọi người, mình vừa ngủ dậy và bây giờ phải đi học sớm. Mình chỉ kịp cái lúc mày với cả đánh son rồi mình đi luôn đây. Đội mũ cho nó đỡ. Đi học nhìn ghê quá mà thôi kệ. Đi thôi. Đây không phải là ngày hôm qua nữa mà hôm nay là một ngày mới rồi. Mình quyết định là tại hôm qua mình có việc ấy. Thế nên là mình không thể vlog hết một ngày nữa. Mình quyết định là vlog ngày hôm nay thì mang lên thành một video. Mọi người, đây là trường mình. Hôm nay trời nắng đẹp ghê cơ. She's late for class. No, I'm not. I'm not. Hey, she wanted to blow up when she's late. Today I don't do makeup, so I look kind of like not beautiful. Thanks. Stop it. Bao nhiêu món ngon, mọi người xem nó chọn cái món gì này. Nhìn trông đỏ lẹt không vị gì, trông buồn không? Bình thường cơm trường mình ngon lắm mọi người ạ, nó chọn cái món gì ấy. Mình ăn chắc chắn nhân mì đen mọi người ạ. Cơm trường. Bây giờ mình sẽ phải mang, mình phải tự dọn bàn. Ok, so we will have to clean up ourselves. Yeah? Yeah, I honestly think if you make your videos English, uh-huh. I think you can get a lot more subscribers. Yeah, no, cause I would watch your videos all the time if it weren't in Vietnamese. And mọi người sẽ phải để. Over there. I like watching it. I'm like, I really wish I could. Yeah. Đây là cà phê của trường. Mình nhá, quán cà phê rất là đông. Bạn mình đang mua kem. What? Here, try it. Taste test. Good day. Not so bad. Thank you. Ooh, looks nice. Bọn mình cũng đã mua một cốc cà phê. Đây là vanilla latte. Vanilla latte. Và cái kem nó rất là ngon. Trời ơi, ngon dã man, ngon dữ dội. Hello guys, it's really cold now, and I'm having coffee. Nó cũng nói là, okay. Yeah, what you doing? So not funny. Bọn mình quyết định đi chơi. My dumb you, he doesn't have glasses today. Yeah. Mình trông hơi tạt tơi mà vẫn muốn đi chơi nè. Mình sẽ đi chơi nha. Bây giờ nó đang rất là gió mọi người ạ.
I don't want to see this. Đây là trà sữa nha mọi người. 40.000. Is it $8? $8, right? Chỗ này rẻ. It's not bad. Say it in Vietnamese. Say it in Vietnamese. Không được. I'm gonna put the subtitles anyway. Because I wanna speak English with you, so you understand. Mọi người, đây là máy làm cà phê. Wow. Có thể mua ở đây. Bây giờ mình sẽ vào siêu thị mọi người ạ. Đây là siêu thị E-Mart, một trong những siêu thị nổi tiếng nhất ở Hàn Quốc. Siêu thị E-Mart, xem có gì nhé. Thì cái siêu thị này nó cũng giống như siêu thị khác thôi. Bạn nào mà muốn xem siêu thị Hàn Quốc thì mình đã làm một cái video đi siêu thị Hàn Quốc rồi ấy. Mình sẽ để đâu đó quanh đây nhé. Thì mọi người xem nha, chỗ nó không có gì đặc biệt đâu. Chỉ được cái là siêu thị Hàn Quốc thì rất là có nhiều đồ ăn thịt. Đi một vòng phải siêu thị có thể ăn no luôn. Mình sẽ ăn thử cái này nhé. Chết, chả biết cắm rồi. Mẹ to quá. À, ăn cái này đi. Ôi, thấy không? Nhìn ngon nhở. Gà Hàn Quốc mình thích ăn lắm ấy. Thì chốt này mình chưa thấy bao giờ. Cái này có chân giò Hàn Quốc ngon ghê quá. Mọi người nhìn thấy ngon không? Người ta ướp một cái sốt này nhìn hấp dẫn dã man ấy. Đẹp hơn cả Hàn. Hả? Đẹp cả Hàn rồi nha. Và I like sundae. Nhìn này. Trông ngon nhỉ. Ba đang làm được. Đó. Ok, it's good. Try. Oh fuck, that's sweet. Can I see? Show. It's ramen. Really? Ramen, bro. Ramen, bro. 품질 좋은 소고기. 행사 기간에는 더 품질이 좋아요. 선도가. Bây giờ Hàn có những cái máy tính tiền tự động mà người ta tự tính tiền. Ok, đây mình sẽ tự tính rồi. À, lấy thẻ đã. Bây giờ mình sẽ vào cái tòa nhà Square One này nha. Để mà chơi lang thang linh tinh. Mình vừa mới ăn nên là bây giờ son nó không còn nhiều nữa. Chắc mình sẽ vào cửa hàng Olive Young, cửa hàng bán mỹ phẩm để trang điểm. Ok, đi nhá. Không biết là chơi cái gì đấy nhưng mà cứ đi lang thang thôi. Thank you. Come here. Thank you. Wow, that looks good. Man. Mình vừa mới mua cái này. Cái viên tay này, cái tầng tem này. How's that feel? Ok. Mọi người thấy thế nào? Can you open it for me? Is it like... Okay. How about you film your intro here now? M-E-I. And that's how you start your channel. Oh, really? Nah. I already have an intro. It's so fun. Love?
Trời ơi, thằng nó đòi đi cái trượt cái ống này từ tầng 3, à, từ tầng 4 xuống tầng 1 mọi người ạ. Cái ống nhìn kinh dị dã man. Cái ống này chui một phát là xuống tít dưới kia luôn ấy. Xuống đây này. Đấy, 4 tầng nhà. Trời ơi, xem ông này ông ấy trượt kiểu gì. It's gonna be so scary. 끝까지 이렇게 뒤쪽으로 누워주세요. nếu thích video này thì hãy like và đăng ký theo dõi nhé. Bye bye mọi người.